Em Huyền Giao Phúc Sen HD các bạn chào tất cả các bác nha. Hôm nay sẽ lên cho các bác những cái mẫu dao đi rừng có vỏ và đặc biệt là mỗi mẫu chỉ có một con duy nhất và giảm giá cho tất cả các bác trong cái clip ngày hôm nay luôn. Bởi vì là mỗi mẫu em chỉ có một con thôi nên giá sale cực mạnh. Sale là đi hàng luôn các bác nhá. Sale là đi hàng luôn. Dạo gần đây thì gần Tết rồi, em đã thuộc thịt hàng dao bếp tương đối là gấp rút cho Tết. Các bác có thể đăng ký kênh thêm những cái video trước đấy cho em về những cái dòng dao đi rừng, dòng dao bếp hoặc dòng dao trung tra phong thủy thì để các bác tham khảo để mình thay một bộ bếp trong gia đình chẳng hạn. Còn trong cái clip này, bác nào đang muốn tham khảo một con dao đi rừng, một con dao mình mang về trưng chơi treo và vẫn có thể sử dụng trong gia đình được, vẫn có thể mang đi rừng đi phượt tiệc câu được thì các bác tham khảo trong clip ngày hôm nay nhá. Đặc biệt mã 8 mã 9 mỗi mã chỉ một con và sale cho tất cả các bác trong cái clip ngày hôm nay. Mời các bác cùng em đi vào con hàng thứ nhất. Những cái con hàng này thì em lên cơ bản tương đối là nhiều lần rồi. Tuy nhiên là em vẫn lên giới thiệu với các bác bởi vì như con này, đây là lần đầu tiên em làm một cái vỏ gỗ cho em hàng này các bác ạ. Bởi vì trước thì các bác cũng ít thích cái dòng mini này thì các bác cũng ít thích có vỏ thôi nha. Có bác vẫn thích có vỏ thì con này hiện tại lưỡi là 13. Độ dày sống lưng là 5 ly và bản rộng nó rơi là bản 2,5 thôi. Cán ốc phun tang, cán 10 sen và có lỗ đồng đuôi dao. Em sẽ bỏ vào vỏ để các bác mình cùng xem đấy. Một con hàng mà vào vỏ thì nó cũng cực kỳ nhỏ gọn xinh như thế này. Để các bác mình mang vào ba lô, dắt thắt lưng mang theo chẳng hạn cũng cực kỳ là ok các bác nhé. Mà cái giá của nó hôm nay em để cho các bác chỉ có 450.000 thôi. Còn nhích hơn một tí, tại sao mà em lên nhiều mã như vậy, mỗi mã một con? Bởi vì mỗi bác sẽ có một sở thích khác nhau. Có bác thì thích dòng dao hiện đại nhưng có bác vẫn thích rất thích bản truyền thống như con dao mèo em đang cầm trên tay đây là một con dao bản truyền thống. Cho tất cả bác lưỡi là 15, bản rộng rơi vào là bản 3, độ dày sống lưng rơi 5 ly. Cả dòng này hiện tại em là có lá chắn đồng vàng như thế này cho tất cả các bác. Hàng mèo thì thường thường các bác hay thích đi cả vỏ rồi, ít khi là các bác không thích vỏ lắm. Cơ bản là mèo và vỏ thì nhìn sẽ rất là nhỏ gọn xinh và đẹp, đặc biệt là cơ động cực kỳ là cao. Đối với em này, hàng cả vỏ hôm nay em để cho tất cả các bác đấy, nó hơi rít một tí vì các anh em đang rất là lạnh các bác. Hàng cả vỏ em để cho tất cả các bác giá là 480.000 một con. Con này thì được cái ưu điểm của nó là cơ động cao, dáng đẹp, nhiều bác thích mà giá cả phải chăng các bác ạ. Đấy, 480 em vẫn sử dụng vỏ và có cả lá chắn đồng vàng như thế này cho tất cả các bác luôn. Đến mã số 3, bác có tin là hôm nay em sẽ sử dụng con hàng này, gọi là mua dao tặng vỏ cho tất cả các bác luôn. Bởi vì bình thường con hàng này em sẽ bán với giá là 330.000 một can. Nhưng mà đối với con hàng này có cả vỏ thì em chỉ để cho tất cả các bác là 450.000 một con. Coi như là mua dao tặng các bác một cái vỏ gỗ như thế này. Mua dao tặng một cái vỏ gỗ này, mã số 3, 450.000 một em. Hàng hôm nay thì em sẽ đi tương đối là nhanh thôi. Nếu các bác mình ưng ý mẫu nào thì mình ủng hộ em mẫu đấy qua cái Zalo của em là 0347753780. Em hiện tại em đang cầm trên tay là lưỡi rơi vào là 20, dày 5 ly, nhám hai mặt bản dài hơn con lúc nãy và cũng nhọn hơn con lúc đấy một tí. Có lỗ đồng ở đuôi dao, chốt một đinh cán là vót 2 tầng. Cầm cái đoạn này thì cực kỳ là êm tay bởi vì hàng là làm thủ công cao các bác ạ, mài tay hoàn toàn. Vỏ là vỏ gỗ mun, dòng gỗ mun, cái dòng gỗ vuông như thế này cho các bác. Đang để giá khởi điểm cho tất cả các bác một cái giá cực kỳ tốt là 530.000 một em. Sẽ không có giá đấy vào lần thứ hai đâu. Nếu thời điểm này của năm ngoái thì giá hàng đi rừng nó cũng đang tương đối là cao đấy các bác ạ. Còn bây giờ em đang giảm giá để tranh thủ đợt Tết, để chuẩn bị cái hàng ra bếp, cũng như là chuẩn bị ra mắt cho tất cả các bác những cái loại thép mình đã nghiên cứu từ rất là lâu rồi. Tiến tới đây em sẽ cho các bác ra những cái loại thép mà em đang nghiên cứu. Thì các bác có thể đăng ký kênh, sau này mình xem là em sẽ ra những cái mẫu thép nào và chất liệu như thế nào các bác nhé, mẫu mã ra sao. Để các bác ưng ý thì mình cứ ủng hộ qua cái việc là mình xem video của em hàng ngày vào lúc 8 giờ tối. Đấy, một cái video giải trí cho tất cả các bác, nhưng mà cũng là nơi để em chia sẻ những cái sản phẩm của em. Cầm trên tay em đây sẽ là một con dao lưỡi 21, bản rộng sẽ rơi vào là bản 5 các bác ạ, độ dày sống lưng là 5 ly. Con này thì em đang có là hàng có vỏ, đúng như là gọi là tất cả những cái gì tự nhiên thì mình muốn làm trái cũng không được, muốn làm phải cũng không được. Ví dụ như con hàng trên tay em đang cầm đây nó sẽ là một con hàng đang có một cái vân gỗ rất là đặc biệt mà kể ra mà nói để mình vẽ thì không bao giờ được một cái vân gỗ đều và đẹp như thế. Con này thì hiện tại em đang để giá cho tất cả các bác chỉ có giá là 580.000 một em, mã số 6. Đến mã số 7, cho bác nào mà mình thích dòng cán 2 tầng cầm êm tay thì các bác có thể tham khảo sang cái dòng cán 2 tầng êm tay như thế này cho em. Lưỡi là 25, bản rộng, phần rộng nhất là phần này thì nó sẽ rơi vào là bản 4,5 đến gần bản 5, độ dày sống lưng là 5 ly. Con này nó sẽ bo dần về đuôi nên bác nào mà thích chặt phát đuôi thì mình tham khảo sang con này. Mỗi con em lên một mã nên là nhìn các bác nhìn sẽ thấy là mỗi con em sẽ lên một kiểu cho tất cả các bác. Những cái này là vỏ mùn gỗ thôi các bác ạ, vì là hàng vỏ vừa làm xong nên nó sẽ dính ít mùn thì đó là không thể tránh khỏi được.
Đó, mời các bác cùng em xem khi mà vào vỏ thì con hàng nó sẽ nhìn như thế này các bác nhé. Các bác có thể mình trưng chơi treo, mà mình treo đi rừng, mình dắt thắt lưng cho em thì mình dắt ở chỗ này. Con này hiện tại em đang để giá cho tất cả các bác là 630.000 một em dòng vòng bi. Đến mã số 7, con này thực sự là lâu lắm rồi không lên vì có thể là nó đã bị lãng quên rồi. Theo đuổi nhiều mông mới quá lại quên mất cái mẫu này các bác ạ. Con này thì là lưỡi là 30, bản rộng rơi vào là con này tương đối là rộng các bác nhá. Bản rộng rơi vào bản 3,5 và độ dày sống lưng là 5 ly cả ốp full tang. Ngày xưa thì nó chỉ rơi vào khoảng bản 3 thôi, nhà con này khách yêu cầu là mở rộng ra thì nó đang rơi vào là bản 3,5. Con này hiện tại em có cả vỏ nhá. Bác nào thích đặt một con như thế mà bé hơn một tí thì mình cứ báo em. Đó. Đặt hơn một tí thì mình cứ báo em. Con này hàng có cả vỏ, vỏ con này thì cực kỳ là đẹp luôn, như thế nào sẽ là một bộ đôi tuyệt vời các bác nhá. Con này em đang để giá cho tất cả các bác là 620.000 một em, giá không thay đổi đâu các bác ạ. Chỉ có chất lượng lên thôi chứ giá không lên, chỉ có đẹp lên thôi, chỉ có đầu tư hơn thôi chứ giá em không bao giờ em lên các bác nhá. Đấy là đến tiếp theo, đến mã 8, mã 9 thì mỗi mã em chỉ có một con duy nhất thôi. Bác nào ưng ý với cái dòng mã 8, mã 9 thì mình cứ ủng hộ em mã 8, mã 9. Đầu tiên là hai con dao lưỡi như nhau. Con này thì là sử dụng là lưỡi vòng bi, lưỡi là 30, bản rộng rơi vào 3,5 và độ dày sống lưng là 5 ly, nhám hai mặt như này cho em các bác nhá. Đặc biệt đối với cái con này nó sẽ sử dụng lá chắn đồng vàng và cán là cán vỏ gỗ mun. Cán gỗ mun và vỏ gỗ mun. Con này nếu mà các bác nói là mình để trưng chơi treo ấy, thì em thấy rất là đẹp này. Nếu mà các bác để trưng chơi treo này rất là đẹp đúng không ạ? Mà mình đi rừng, mình chặt cây, chặt củi phát hoang hay là mình đào hố vót trông thì cái phần nhọn nhọn nó sẽ đáp ứng được cái việc là mình đào hố vót trông. Thì con này hiện tại sẽ để cho tất cả các bác từ giá 880.000 xuống cho tất cả các bác chỉ có giá là 750.000 một em. Vì em còn sẵn một em duy nhất thôi nên là sẽ để cho các bác một cái giá rất là vừa vặn, 750.000 một em. Còn mã số 9 nếu như cách đây khoảng 2 năm thì con này em ra với cái giá là 900.000 một em. Lúc đấy làm hàng không kịp để trả hàng cho tất cả các bác. Thì dạo gần đây nó đang hơi bị em lãng quên nên lên ít hàng hơi ít. Lên hàng hơi ít cái mẫu này, chủ yếu là tập trung vào những cái dòng phát Mỹ nhiều. Đấy, thì con này sẽ lên cho các bác là một con dao mèo hiện đại. Lưỡi thì lưỡi thẳng, dày và 5 ly và nhám hai mặt. Nhám hai mặt như thế này các bác nhé, dày 5 ly nhám hai mặt. Điều đặc biệt của con này là sử dụng dòng tán vót, tán 3, 4 tầng khâu vào ốp đồng ở đuôi dao này. Con này vẫn là có cả vỏ, để giá cho tất cả các bác hôm nay là 780 nhá. 780, mã số 8 là 750, còn mã số 9 là 780. Duy nhất mỗi mã chỉ có một con thôi. Chặt thì các bác không phải lăn tăn, hết ý luôn các bác nhá. Đối với hai con này chặt phải nói là hết ý luôn. Đến mã số 10 là một con dao phát Mỹ. Con dao phát Mỹ thì em lên nhiều lần cho tất cả các bác rồi. Nhưng mà hôm nay các bác ơi, em sẽ mua dao tặng vỏ đấy ạ. Em sẽ mua dao phát Mỹ này tặng một cái vỏ mun rất là lớn với cái giá là 720.000 một em. Tặng vỏ gỗ. Còn con này bình thường em bán là 780 đúng không ạ? Hôm nay em tặng vỏ gỗ với giá là 720.000 một em, giảm cho tất cả bác là 60.000 một em. Bao vận chuyển trong cái clip ngày hôm nay luôn. Con phát Mỹ thì các bác dùng thì mình biết rồi, không phải lăn tăn về lưỡi phát Mỹ các bác nhá. Dùng thì chỉ có gọi là tuyệt vời. Con phát Mỹ này thực sự là chưa có bác nào chê cái con phát Mỹ này đâu các bác ạ. Mã số 11 thì sẽ là một con dao mũi tù. Con dao mũi tù, con này là không vỏ nha. Hàng con này là không vỏ này. Dày và 5 ly này, hàng không vỏ, lưỡi là 25 này. Cán là cán giọt này, chốt hai đinh như thế này cho em. Con này hôm nay sale với tất cả bác là 380 một em, còn bình thường nó là 420 các bác nhá. Tí nữa con này giảm mà con kia không giảm thì thành triệt thòi quá. Nên là em giảm đồng giá cho tất cả bác luôn. Còn Zalo của em vẫn là một số thôi, 0347 753 780. Các bác cứ đăng ký kênh theo dõi em, xem những cái mẫu hàng đẹp của bên dao Phúc Sen HD trên Cao Bằng. Lựa chọn những mẫu dao bếp, dao đi rừng cực kỳ là ok, chuẩn thương hiệu các bác nhá, dùng nó thoải mái luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhá. Xin chào ạ.